Không có sữa kệ, mua sữa cho uống. Tôi nó chỉ đi sữa thôi à. Chỉ đi sữa đấy à? Đấy, mấy người đây này. Mấy người tối vẫn phải lao động này. Ơ, bớt đại kiểu gì đấy? Đại kiểu gì? Đi. Hôm qua lại để cho nó xe à? Vậy. Không sao. Nhảy. Ơ, xe à? Im. Thì điểm cũng quay một quay. Ở tại con đây không? Rồi con lui ra được. Lui ra không hỏng kênh YouTube của bố. Rồi, con đừng có đọc của tôi nhá. Dao quá. Dao ở đâu? Không có chứ. Là không.
Em mượn con. Con mượn xe của em thì sao? À, thế cứ bảo không có bạn chơi, chơi thế thì ai chơi cùng? Thank you.
Chưa em? Chưa đây đây. Nhưng mà nó bị mù. Mua bên đi. Ở dưới kia thì ngồi thằng trong dưới bên kia nó bảo vừa bao 300 ngói cũng bảo cũng bị vừa chết. Bao 300 ngói có vừa bao cũng.
ngồi thế điện thoại không? Con ngồi ra bố quay về. Đây là lấy răng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
toàn thuốc đấy. Là hơn 2 tháng gì. Là gì? Là do gì? Là mình chăm tốt. Không biết có đi còn đéo. Nghe đéo lắm, chờ chăm thế, không bật, chết kiểu đéo. Làm thú thì thấy khỏi bếp. Nhưng mà là thú trông nó mướt. Cán này là 100 cả. Cán tớ gì? Cán trên cứ rồi đấy, cho 800 gram mình nhìn. Trông nó yếu thế à? Anh đưa một bát cá, bát heo xay, bát thóc, bát mù. Không mà ăn đó vậy. Vâng. Đại ý là mình không cho ăn cám theo một trận. Anh thấy sao gần mối không được. Cái cá nó bột à. Nhìn gà chui nó mỡ rồi. Mỡ màng. Nuôi lúc thế nó có cái hay nó có cái gì. Và lúc bé hay lớn nó bé là... À lớn nhanh nhưng mà sau sợ ở một tốt xương. Là máy mình cho ăn thế rồi đi được. Là chống được mình rồi thì không ăn khác. Nhiều kiểu ăn như là không cáo biết gì. Bố bảo nó khoảng cả ngày.
gần như là ra con nào chơi rồi. Đó là tầng nào? Quay quay làng tầng nào cũng tắt đất. Còn đi xa đến thì cũng quay làng. Vâng, nó gà dòng dõi tông dòng tốt thì nó ra con nó hai. Đưa em cứ tính từ lời ông bà thì sao anh? Thì đương nhiên là nó tính là cái một gen luôn thì ở con nhà võ mẹ rồi. Võ rồi. Ra tiền con hối rồi. Tinh thủ của mình có 2 năm đấy. Hôm sau nó già này có nói hoa. Anh nuôi tầm bổ.
cay đây, không lên đây này. Mấy xe? Giống gà gùi mà mát ghê lắm. Thank you.
Riêng ông cứ thả gà mà hơn nối là ông mất lại mấy đá nữa. Ơi. Đây kìa. Tôi mất sao rồi, tôi lấy cái viên hồng đó.